Little do you know how I'm breaking while you fall. Hôm trước mình có vớt bèo tây cho cá tây tượng nhà mình ăn á. Hôm nay được giới thiệu thì mình thấy ở ruộng á, ở ruộng của người quen có rất là nhiều bèo tây, cho nên mình vớt về để cho cá nhà mình nó ăn. Do nhà mình có đến 2 cái ao cá lớn lận, cho nên mình đi vớt nhiều như thế này nè, để cho đủ cho nó ăn. Nhiều người hay gọi cá tây tượng là cá tài phát á, nó có giá trị kinh tế cao, mà bên cạnh đó thì nó cũng ăn ngon nữa, và cũng là loài dễ nuôi. Bèo này á, mình vớt ở ngay vườn nhà cho nên nó không có thuốc trừ sâu về cho mấy con cá nó ăn, tốt hơn, cá nó không có bị ảnh hưởng nhiều. Cá tây tượng là loại cá nó có thích kích thước rất là lớn, mà loại lớn nhất á, là khoảng 50 kg và dài 1,8 m. Thì cái con số này mình chỉ tham khảo trên mạng thôi, chứ mình chưa thấy con cá lớn này ở hiện thực. Cá này nó sinh sản rất là nhiều. Cá này nó ăn rất là ăn tạp nha các bạn, cái gì nó ăn cũng được hết. Khi mà mới thả cá xuống á, thì hai bộ dùng bung súng của mình nuôi ở dưới ao á, nó đã ăn sạch hết hai bộ bung súng của mình rồi. Nó ăn từ lá cho tới rễ. Đây là bèo mình vớt tại cái vườn mướp á, cái ruộng, nhưng mà người dân á, đã tạo thành cái clip để trồng mướp, dưa leo rồi rồi. Mình cũng không biết sao mà nó có nhiều bèo như thế này nữa. Thì lúc trước mình thấy ở dưới cái rãnh đường nước của cái vườn mướp này á, có khoảng ít bèo thôi, nhưng mà tới mùa nước lũ nè, nước lũ dâng lên thì bèo này nó nở ra ngày càng nhiều. Người dân thì rầu không biết là phải làm như thế nào để tiêu diệt được hết cái bèo này, cho nên cho người dân xung quanh á vớt về, người thì nuôi cá, người thì nuôi vịt, nuôi gà, ăn cho trộn với lúa rồi cho gà vịt ăn. Hiện tại ở đây thì gần gần nhà mình có một số người họ nuôi ốc bu đen á, họ vớt bèo này về đặng cho ốc bu ăn. Ốc bu rất thích ăn bèo này nha các bạn. Đây là bèo mà mình vớt đem về nè. Lúc này mình đi là mình vớt khoảng 4 bao. Trở về nhà mình có hai cái ao lớn á, một ao cá phía trước, cá cơm. Còn một ao thì mình nuôi cá cầu, nhưng mà cá cầu cũng không đủ ăn cho nên mình cũng cho thêm. Cá tây tượng nó rất thích ăn bèo này nha cả nhà. Mình về mình đổ một bao xuống dưới này á, nó ăn rất là nhanh. Cái này là khi mình đổ xuống ao nhà mình nè. Cái này là mình đổ mới có một bao mà cái đìa này rất là nhiều bèo. Trắng cái đìa luôn. Cá nó ăn chắc trong vòng 3 ngày là hết bèo chứ gì. Số lượng cá nhiều lắm. Hãy tận dụng thức ăn cho cá như thế này nha các bạn.